SUV 7 chỗ ngồi dành cho gia đình BMW X7 2023. Chào mừng bạn trở lại với Zundia Supercar Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá BMW X7 2023 các bạn nhé. Phiên bản này thì dự kiến sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam rồi. Hôm nay thì mình sẽ khám phá em nó tại BMW ở Bangkok Motor Show. Chúng ta sẽ thấy phần đầu xe được thiết kế mới này, lưới tản nhiệt mới. Với phiên bản này thì được sơn đen và có cái khung bên ngoài làm từ kim loại đen mờ anh em nhé. Điện đáng chú ý nhất chính là cái cụm đèn pha mắt hí trên X7 các bạn này. Đèn định vị ở phía trên, còn đèn pha chính nó nằm ở phía dưới. Hai cái cụm bóng led cỡ lớn nằm phía dưới. Chiếc này thì dùng BMW led, không phải là BMW laser các bạn nhé. Phần đầu với gói M Sport thì chúng ta sẽ có các cái khe hút gió phía dưới cái lưới tản nhiệt chính được làm mở rộng này. Có cái cụm radar rất to và hệ thống cảm biến ở phía trước. Tất nhiên thì cũng có camera trước trong hệ thống camera 360 độ rồi. Đó là cái phần đầu của chiếc BMW X7 phiên bản 2023 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra vườn ngang. Em này thì được trang bị bộ mâm, đố các bạn đoán được cái mâm này kích thước là bao nhiêu inch. Đó, nhìn rất to luôn anh em nhé. Chính xác thì em này dùng mâm lên đến 23 inch. Lốp phía trước là 275/35. Cái mâm này đóng thiết kế rất đẹp. Hai màu, màu đen kết hợp với màu bạc. Đó là chiều ngang của em nó này. Có logo M tại cột A này, các bạn thể quan sát này. Tất nhiên thì X7 với một chiếc SUV cơ lớn thì có bậc lên xuống gắn cố định hai bên các bạn nhé. Đây là chiều ngang của chiếc X7, các bạn thể quan sát đây. Chiếc SUV 7 chỗ ngồi cũng khá hot tại thị trường Việt Nam. Với cái phiên bản này thì không biết em nó còn hot không. Đây là cái tổng thể phần đuôi. Wow, được thiết kế mới rất nhiều anh em ạ. Phần đuôi của chiếc BMW X7 anh em nhé. Em này thì là phiên bản X-Driver 40D. 40D có lẽ là dùng động cơ máy dầu. Còn đây chính là các bạn thể quan sát này. 7 chỗ ngồi cạnh tranh với GLS 450 4MATIC. Cụm đèn hậu thiết kế mới này, thiết kế dạng 3D, nó có một cái khe ở đây này. Và cái dạng LED này nó là LED mới của BMW bạn nhé. Nhìn trông nó đẹp hơn. Logo BMW bên trong có các cái chi tiết hoa văn trang trí này. Đó, tổng thể phần đuôi các bạn có thể quan sát được ở đây. Đây, tổng thể phần đuôi này. Hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng hai bên và cái cản sau được làm từ nhựa màu xám. Có các cái cảm biến này. Tất nhiên có camera lùi rồi các bạn nhé. Logo BMW trên chiếc X7 này cũng là kiểu mới này, nó giống với chiếc M2 hôm qua mình quay cho anh em. À, bên trong thì có cái logo BMW quen thuộc, bên ngoài thì có những cái màu của M. Suy ra thì vẫn với những cái mẫu xe mà có gói M Sport thì có lẽ là sẽ có cái logo BMW kiểu này anh em ạ. Hoặc là những chiếc M sẽ có cái logo kiểu như này các bạn nhé. Đó, tổng thể ngoại thất của chiếc BMW X7 vừa được mình giới thiệu đấy anh em. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá xem nội thất của BMW X7 2023 có cái gì khác biệt so với những chiếc BMW X7 đã ra mắt tại thị trường Việt Nam và đã được bán ra khá nhiều tại Việt Nam các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào cái khoang sau trước đi anh em. Vào cái khoang dành cho ông chủ trước đi. Mở cửa từ cái vị trí này. Với những mẫu xe tại thị trường Thái Lan thì tay lái nó sẽ nằm ở bên kia, nó đối nghịch lại với thị trường Việt Nam. Thế nên đây mới là vị trí dành cho ông chủ các bạn nhé. Chiếc này thì nội thất được bọc da màu da bò, loa là loa Bowikin anh em này. Thành cửa thì bọc da màu đen kết hợp với màu da bò, có ốp kim loại mạ chrome, có đèn viền nội thất này. Đây là cái màng loa Bowikin này, thiết kế cũng rất đẹp kết hợp với cái đèn viền ở trên. Chúng ta cũng sẽ có một cái là màng loa nhỏ xinh xinh ở trên này. Vị trí để đồ này, các bạn để chai nước hoặc là để đồ dùng cá nhân này. Logo M Sport tại bậu cửa, có bậc lên xuống gắn cố định hai bên. Các bạn sẽ dẫm lên đây và bước vào bên trong. Với chiếc này thì là phiên bản 6 chỗ ngồi anh em nhé. Hàng ghế thứ hai chỉ có hai ghế ngồi thôi. Ghế sau cũng được chỉnh điện đa hướng này, được bọc da rất là xịn rồi. Có nghĩa là da Nappa, không có đục lỗ thông hơi. Hàng ghế thứ hai, tuyên tựa đầu thì có tựa đầu êm các bạn nhé. Tựa đầu êm ở đây này. Có bệ tì tay dành cho hai cái ghế tại hàng ghế thứ hai. Tất nhiên thì cũng sẽ có hàng ghế thứ ba với hai vị trí ngồi rất là to này. Khoảng rưỡi chân của BMW X7 thì ở mức vừa phải, không quá rộng, tuy nhiên cũng đủ để các bạn ngồi một cách thoải mái đi trên hành trình vừa phải, không phải là hành trình quá dài. Có hai tựa đầu to anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa này, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập dành cho khoang sau, hai cổng sạc dạng tai si, hai cái khay để cốc có logo X7 này, có cái cổng sạc dạng tẩu thuốc này, có một ngăn để đồ nhỏ phía dưới. Đây các bạn này, cụm điều hòa xuất hiện tại khoang thứ hai của chiếc BMW X7 này. Bây giờ thì mình sẽ để tạm cái ba lô và cái máy ảnh của mình ở đây và sẽ cùng các bạn lên khám phá cái hàng ghế thứ nhất các bạn nhé. Đi triển lãm này một mình đi, thế nên đồ dùng vẫn phải mang theo mỗi khi mình di chuyển. Đây mình sẽ đóng cái cửa này lại, sau đó sẽ bước vào cái vị trí. Đây là ghế phụ, ghế lái ở Việt Nam, tuy nhiên đây là ghế phụ tại trường Thái Lan. Ngay ở vị trí ghế phụ chúng ta cũng có màng loa này, có đèn viền nội thất và ốp kim loại này. Nhớ hai vị trí này. Ở đây chúng ta cũng có thông hơi làm mát và massage dành cho ghế phụ anh em. Tí nữa mình sẽ lên xe xem nó có kích hoạt hay không các bạn nhé. Mình sẽ để mắc lên.
Đây là vị trí ghế phụ, chỉnh điện đa hướng này, logo M Sport này cũng có bậc lên xuống gắn cố định ở đây. Chúng ta sẽ thấy được một cái ghế ngồi thiết kế vẫn giống như đời cũ. Hoa văn cũng thế các bạn nhé, bọc da Nappa, có đục lỗ thông hơi, có đệm bắp chân ở đây. Vị trí ghế phụ thì có logo, đây là cái điểm mới trên X7 này. Cái hoa văn này kết hợp với chữ X7 ở đây và những cái đường mũi tên chạy sang hai bên. Có lẽ là khi sinh nhan hay là cái gì đó, cái đèn này nó chạy thì nhìn nó đẹp hơn. Trên này thì ốp gỗ và phủ bóng ở bên ngoài, ốp kim loại trang trí nữa, cửa gió điều hòa ở đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ bước vào bên trong để khám phá cùng anh em nhé. Không giống như chiếc 7 series đỗ bên cạnh kia, chiếc này thì vẫn đóng cửa theo cách bình thường, không phải là đóng cửa từ bên trong. 7 series bên kia đóng mở cửa từ bên trong luôn. Đây là toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc BMW X7 2023. Đây, màn hình đời mới, nó sẽ là hai cái màn hình 12,3 inch đặt theo chiều ngang và cong cong hướng về vị trí người lái. Tới góc này các bạn sẽ thấy rõ cái màn hình này. Chất lượng của cái màn hình này thì là nó vượt trội so với đời cũ rồi. Và nó cũng dùng cái hệ điều hành mượt hơn rất nhiều anh em ạ. Đâu rồi? Mình sẽ về home lại này. Đây, quả gì đâu, mượt và chất lượng hình ảnh. Đây các bạn này, cài đặt xe nó cũng hiển thị cái xe như thật ở bên ngoài luôn anh em nhé. Đây, các bạn nhìn đẹp chưa? Vuột vuột để nhạy cực kỳ và chất lượng hình ảnh bây giờ nó rất là ok. Mình sẽ vào map, full map này. Zoom này, thu lại này. Đẹp không anh em? Xuất sắc luôn. Ốp gỗ này, phía dưới này trang trí cái hoa văn cũng rất đẹp nhé các bạn nhé. Như cần gạt này không biết là điều chỉnh cái gì, có lẽ là điều chỉnh hệ thống điều hòa. Dưới này chúng ta có đèn haza này, volume này, neck bài này, giấy kính phía trước, giấy kính phía sau này, ốp gỗ này, phía dưới cái bề mặt ốp gỗ này sẽ là cái gì? Đây các bạn sẽ đẩy lên này. Phía dưới này có đế sạc điện thoại không dây này, hai cái khay để cốc hoặc là để chai nước này, có cả làm mát ở đây các bạn nhé, có làm mát hoặc là sưởi nóng này, một cái cầu sạc dạng Type C, dạng là tẩu thuốc này, cầu sạc dạng USB có thể kết nối với điện thoại thông minh này. Phía dưới này là cụm để các bạn có thể điều chỉnh cái màn hình giải trí phía trên. Đây là cái cụm này, cái này thì quá quen thuộc với anh em yêu thích BMW rồi. Có back option này, tail này, media, home, map, navigator, nâng hạ gầm này. Bên này có phanh tay điện tử này, cần số X7 mới, không còn là cái cần nhỏ nhỏ to to nữa mà bây giờ nó là siêu nhỏ ở đây thôi, nó còn xấu hơn cả cần số của chiếc 911. Dạng pha lê các bạn sẽ cầm và gạt gạt xuống này, dùng một ngón tay các bạn gạt gạt xuống này trông hơi hiu đuối anh em nhỉ. Tắt chống trơn trượt này, cảm biến xung quanh xe này, nút khởi động ở đây này. Các chế độ lái gồm Sport Comfort Eco Pro này, có hỗ trợ xuống dốc này, Auto Hold này. Bề mặt này thì ốp gỗ và được phủ bóng ở bên ngoài, kim loại ở viền anh em nhé. Đó là toàn bộ cái cụm điều khiển chính giữa. Và đây là cái bệ thì tay cũng được bọc ra. Ấn vào chúng ta sẽ có gì? Một cổng sạc dạng Type C, không có hai cổng sạc mà chỉ có một cổng sạc thôi. Cái không gian để đồ rộng hơn so với chiếc 7 series ở bên kia. Đây là ghế lái, thiết kế vẫn giống đời cũ. Và vô lăng của em này cũng là vô lăng của M Sport anh em nhé. Tròn vo được bọc ra, có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này. Logo BMW này, các cái phim bấm quen thuộc phía trên này. Có set các công nghệ hỗ trợ người lái này. Loa Bowikin này bên kia này, cũng nhớ hai vị trí này. Và có sưởi này. Để mình ấn thử xem. Thực tế là không phải sưởi các bạn nhé, đây chỉ là thông hơi và làm mát ghế ngồi thôi. Tuyến góc này các bạn sẽ thấy hai cái màn hình đẹp không? Hai cái màn hình phải nói là quá xuất sắc luôn. Không thấy cái cam 360 nó hiển thị ở đâu các bạn nhỉ? Không có cái nút bấm ở đây à? Không rõ là nó chuyển đi đâu rồi. Đó là cái hai cái màn hình này các bạn này, loa Bowikin anh em nhé. Động cơ chiếc này là máy dầu nên mình cũng không nhớ được thông số của em nó lắm. Còn động cơ của phiên bản máy xăng vẫn là động cơ 3.0 lít quen thuộc thôi. Đó là cái khoang cabin, thiết kế nội thất và ngoại thất của BMW X7 2023 tại thị trường Thái Lan mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.